Hello cả nhà. Hello cả nhà đã đến với kênh Hoài Phong TV. Dạ, hello cả nhà nha. Dạ thì bữa nay là còn có em với chú Hai với camera không mà cả nhà. Thì bữa nay là anh Hai ông đi đám. Nằm la liệt giờ là còn mấy anh em không nha cả nhà. Thì bây giờ là mà Tư Nhọn thì bữa giờ cũng công chuyện quá, thì bữa nay là có Tư Nhọn quay nữa nha cả nhà. Thì bốn em thì bữa nay thì mấy anh em sẽ là cho anh Tư Nhọn nha cả nhà. Bây giờ là cái màn cho anh Tư Nhọn là gì thì cả nhà nhớ đón xem nha cả nhà ơi. Một chút xíu Tư Nhọn vô, nhưng mà anh em sẽ bài mưu tính kế để cho anh Tư Nhọn thử coi cảm giác của Nhọn nó phản ứng ra sao thì khi bị anh em mình cho anh nha cả nhà. Thì cả nhà theo dõi em nha. Đi ra cái chạy huyền thoại của mình. Cây dâu tầm quá cháy. Chua. Mấy sâu nghe quá ấy. Ăn vô tài hóa chân luôn. Dạ. Giờ ra cái chạy quyền thoại của mình nha. Bữa nay là một cái nha, cho cái thằng nhỏ nó biết cái cảnh này. Bữa giờ ở đâu có quay đâu. Nó bận không ở cả nhà. Nó làm con chuyện của ảnh. Thì bây giờ bữa nay ảnh rảnh. Bắt đầu hồi sáng đi lỡ á, hỏi camera. Camera nói Nhọn bữa nay về đó. Đó. Bắt đầu á, mới bài mưu tính kế cho anh Tư Nhọn lì. Đó. Thì bây giờ là bữa nay là mấy em là không có điện cho Tư Nhọn luôn nha cả nhà. Thì cho Tư Nhọn tự đi ra kiếm nha cả nhà ơi, để coi cái phản ứng của Tư Nhọn khi bị anh em mình mà không ngó ngàng gì tới. Thử coi sao nha cả nhà. Bây giờ mời cả nhà theo dõi em nha. Ê cái mít nè mày. Vậy hả, biết mít đâu hả? Con cho mít luôn kìa. Vậy trời, nào giờ mới biết vậy. Thật. Mà cả nhà nằm giỏng với em nha. Thôi giờ là đặt cam đó đi, góc đi. Hello cả nhà. Thì bây giờ là em giấu cam đây nha cả nhà ơi. Thì đợi Tư Nhọn đi ra là tiếp tục vô cái màn cho anh thôi nha cả nhà. Thì cho anh là cái gì thì cả nhà nhớ đón xem nha. Bữa nay thử coi cái phản ứng của Nhọn, thử coi cái tính của nó có lộ cái tính đàn bà nha không nghe cả nhà ơi. Bây giờ đợi nha cả nhà. Mình ngồi đây đi, đợi anh ra. Nằm được không? Gì? Muốn nằm thì nằm. Nói chung là đường bá hổ, tụi em không có điện gì hết trơn á. Đường bá hổ luôn. Tại vì nghe em say nè, sáng á say á đi. Sáng say tiền xịn. Tại vì say có gần nhà kế nhà Tư Nhọn này cả nhà, thì Tư Nhọn hỏi say chiều có quay không, say nói có hay gì đó, thì có gì chiều đi ra đó. Thì mấy em cũng tranh thủ sắp xếp thời gian xong là bắt đầu bày cái màn cho anh đi, cho để cho anh Tư Nhọn nhà cái nhà mình đón xem nha. Xây cái nhà Tư Nhọn nhưng mà ngủ Tư Nhọn chứ không ngủ xây gì. Đúng rồi, xin tốn gì đó. Ừ mất mày chứ. Mình bên đây mình nghe rồi. Không sao, nhãn đường chứ. Đơn này nè, không biết hai anh đi đâu, tưởng đâu hai anh đi công chuyện gì thôi mà vừa hổm đang quay chụp cái điện thoại vô coi hình, thấy ông nội này chụp cho ông cố nội này dính mấy ly xin tố. Thật sự hay quá hay. Tôi đâu có vừa mới anh cho anh coi mà bữa đó thấy nhá, ngồi nó kêu chụp mặt nó đục sống chết có nhau đó. Sống chết có nhau thầy ơi, lâu quá. Để đi rồi. Ngồi ghế ngồi sau lát nhà cho Tư Nhọn nó gái ngồi. Đi đó. Nó ngồi đây, lát nó ngồi. Để cho ngồi đây. Sống chết có nhau, anh em sống chết có nhau, uống sinh tố thì đi hai thằng. Trời ơi, mất mệt mấy nãy tao giờ mệt tao tối đi uống nè. Thôi, đi nhiều người quá. Buông ga ga vậy không? Đi nhiều người quá không có riêng tư. Riêng tư gì trời? Đi nhiều người quá không có được. Gà, anh đi gà. Tôi cần sự riêng tư. Làm chị riêng tư, tôi cần đi hai người. Biết rồi, tôi cần đi hai người với ly sinh tố. Hai người tốn, mệt quá. Kẻ thù lớn nhất của đời người. Tối đi hỗ trợ nào ạ? À? Là chính mình. Tối hỗ trợ nào? Đêm hôm xây... Qua đi không? Còn không? Quay đi chứ ai? Quay đi à? Quay đi mà tối ai đâu đi? Có làm cái khang đi nữa đó. Có làm cái khang đi đó. Đêm hôm. Điều không ai đi không? Có. Ai không, nhà ngủ không đi đâu đâu. Nhắc người ta đi chứ. Bữa nay quay gì trời?
ngày tối kìa, đi hồi tối queo ngủ ông đi nữa đi không? Không. Thấy nhắn tin cho tôi đó. Còn ai quay ông quay gì vậy? Ngu dốt lớn nhất của đời người là tự đại. Ừ. Cái gì? Đúng rồi. Bi ai lớn nhất của đời người? Tối nay tao về sớm nè, có ai quay không đi chợ? Hồi tối tôi thấy thằng queo á, thằng queo nó nhắn tin cho tôi. Nó kêu bữa nay đi hỗ trợ không mấy anh em. Nay có Lâm Chấn Khang. Queo có thằng Ghim không? Có thằng Ghim không? Queo con quét bà. Có thằng Ghim quét bà, có thằng The Cup nữa. Thằng Dâm Neo rồi đó. Super Cup rồi đó. Sai lầm lớn bởi vậy của đời người. Bữa nay có quay không? Tự đánh mất chính mình. Ừ, tự đánh mất. Không? Vậy bán. Là mình để cho người khác đánh mất chính mình, cho người khác bán mình được rồi. Đúng rồi. Bán mình, tự bán mình. Khoảng hồi tối là ngủ rồi, lỡ chảy mâm đi rồi được rồi. Ừ. Không thấy có ai đâu, lỡ ngủ đi luôn cho vui. Trời ơi, tối cũng mệt chứ bà. Rồi có quay không trời? Mình làm gì mà? Gì? Ai xây à, xây đêm hôm chứ sửa mình lạnh tới 12 giờ đêm quá. Hồi tối là tôi đi tới 6 giờ mấy 7 giờ mới về tới nhà đi. Ghê. Anh sửa máy lạnh may mắn và cô chủ nhà xinh đẹp. Trời ơi. Không có. Trời ơi, cái gì chứ nói thế này. Không có hẹn chứ. Tài sản lớn nhất của đời người là gì? Tài sản lớn nhất của đời người hả? Ừ. Nói đúng rồi, mừng em. Sức khỏe. Hay quay. Sức khỏe. Thấy mặt ngáo ngáo gì cũng hay. Tại đó. Trời ơi, hôm nay có quay em đi chợ, hôm nay về sớm mà hỏi ai cũng em ngu hết trơn như chợ. Vừa mới. Sai lầm lớn gì nhất của đó? Đời người. Gì? Tội lỗi lớn nhất của đời người. Nước à? Là tự uống à? Lừa dối mình. Vậy là mình lừa dối người khác thì được. Thì coi, đây mới uống đi, cháu hết rồi. Đây, mở ra. Đâu không ơi, không chơi lờ cũng người đó uống nước. Đây là cậu. Chứ mình đỡ lên cái đầu ông luôn bây giờ. Làm như tao không thấy ông gì đó mà chết đầu. Đỡ mày cố tình sao? Và gói cái này đi xe ơi, rồi trả cái chai cho ảnh đi. Hôm nay về sớm mà coi kịch bản gì quay nè. Ngủ đi chơi thì ngủ hai người. Đi uống trên tố hai người. Mày uống lẹ tao uống mày biết mày. Nó hoài bức cứt mày đó. Rồi ơi, tiện. Cái này mua như vậy. Cái này mua như vậy. Ừ. Còn cái này có quay gì không? Được rồi. Cái này mua 16 ngàn chứ mua với ông Phú đem về đó ba. Ở đây thì sớm mà sẵn mua cái đó. Tối rồi, quay rồi, uống rồi. Không biết bộ quên nó mà hiểm đâu mất kêu luôn à. Ở đâu? Rồi mấy cha tôi nói chuyện gì hoài có quay không vậy trời? Không, nói nhất cái quà quậy vậy trời. Người là nợ, nợ gì? Nợ đời. Còn lâu. Phải lúc nào cũng may mắn. Một cái gì món nợ lớn nhất của gì? Của đời người. Đời người là nợ gì? Nợ hiếu. Nợ cha, nợ mẹ. Đúng một phần. Nè ông cố nậu ơi, trả tiền ông nậu ơi, động tới cha nếu nợ mới mượn mấy chục ngàn à. Nè à. Thiếu nợ thì trả đi chứ để ghê hoài. Nè, trả 50. Trời mới đòi. Trả đủ biết rồi. Nợ gì không? Nợ tình. Ừ. Nợ tình nghĩa hả? Thiếu nhiều. Thiếu có mấy chục ngàn anh em. Mà có một nhỏ là trả cho hết luôn đó. Bữa nay gì sớm mà có gì quay không? Nghỉ quay mấy ngày mới cho quay làm một lớp một nhỏ nữa rồi đó. Nhất nhất sinh ra tu phải đạo. Chú Ngục gặp chú ông Mao Công dẫm đệ súng vô cường. Cố đậu cái gì trời. Phú quý tại giờ gia á, giờ giờ điện cho Minh Hai coi. Điện cho Minh Hai coi. Điện cho Xỉn quay đi. Điện cho Xỉn quay đi. Điện niềm tin là có hỏi đây đâu điện. Giờ đủ hết trơn rồi. Mà Xỉn nó có chuyện rồi đây mới mình quay không được hay gì. Đợi tới Xỉn nữa. Ông lấy máy điện cho thằng Chỉnh nha cậu. Mày lấy máy điện cho thằng Chỉnh cái không? Mày máy điện cho thằng Chỉnh cái hay sao? Mời một cái bịch nè. Máy mất sống rồi. Máy hết tiền luôn rồi. Mấy cha tao nay cái gì kỳ cục quá trời. Dân khách quốc tế. Đóng cửa.
Lẹ đi, gần trễ rồi đó, giờ này tới hù để quay không kịp nữa đó. Gần trễ là còn sớm trễ hả? Gần trễ là dạng như là sắp tối rồi đó. Thì đỡ xỉn ra thì mấy mình đây có clip kịch bản gì quay trước clip đi. Nhìn Đường Mở Khổ làm một câu thơ cho nghe nè. Gì nữa? Thơ gì? Phú quý tại gia đường đường thụ, bằng cùng xa xứ nhẹm thình thình. Tại gì đó? Không nổi nè, cái câu mà nhẹm thình thình. Làm thơ gì mà thơ ngộ vậy trời? Ghê không? Thơ gì trời? Hình như đó tôi có làm thơ, câu thơ nghe cũng rất lắm nè. Cái gì vậy? Trời thơ gì? Kimochi. Thủ lao gì? Kimochi Kotoda. Sợ gì trời? Làm thơ là thơ. Thơ là thơ về gái đàng hoàng nha. Ừ. Ừ. Đó. Chúc sinh chúc đứng cầu đình. Chỉ thiết à, thiết à, thiết trắng thiết gọi em rồi. Gọi em là Mai. Ừ. Còn anh là Gùa. Ừ. Đó. Vì Gùa không sống thiếu Mai. Đó. Chứ sao? Như vậy nè. Gọi em là number one. Nó kiểu lấy máy đó bởi vậy. Gọi em là nè, gọi em là quả trứng. Ừ. Bởi vì em hai lòng. Ừ. Làm trắng làm đỏ. Rồi điện điện xỉn đây, điện xỉn giờ xỉn không có đây, mình có kịch bản nữa, mình quay đây luôn đi. Tao quay không được cái gì, đợi xỉn tao cầm máy quay cho. Sến mày nói chuyện không may, chứ không biết trả lời với trời. Nghĩ quay có 2-3 ngày à, mới tra là một dạo này, dạo này thấy người yếu là thiếu người ấy. Tại giờ chị mới lấy cái câu này đăng status luôn à. Rồi tới một chuyện rồi. Rồi bữa nay có quay không? Chắc bả sắp hát nữa đó. Cắt giọng lên nè. Con ngộ này bữa nay bị gì trời? Ngoài kia mùa đông. Thôi em ở. Về em đến hoài. Cái gì? Mày gọi con xe á. Không có, bài đó phải con. Bài đó mày không phải của mày nhưng mà mày hay karaoke. Ừ. Giọng. Người yêu ơi, anh yêu em nhiều lắm. Tụi tá nước vô mặt. Ê đâu. Lỡ tay nghiệp. Nghiệp. Cái đó tôi gọi là nghiệp. Lỡ tay, lỡ chú lỡ tay. Đúng quá. Ông giao bộ quá. Ông giao bộ sớm mà. Nó tạc thiệt á. Sớm là nó đổ, 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 nó đổ là thấy nghi nghi rồi. Giả bộ quá. Đưa là bộ hết mà nó bị vụ cái tay. Đã giờ anh cài rồi đó. Giả bộ là nó hơi ít không. Giả bộ đổ. Rồi bố cha, cha này có quay giùm chợ này. Về sớm bực bỏ nè, quay đi. Giờ mốt giờ chở không sao quay. Tắm Coca Cola Pepsi luôn. Pepsi gì không? Tại lâu đầy. Nãy giờ thấy đấy nó nói chuyện rồi mấy cha không có ai nói chuyện gì chớ ngang. Có gì thì cha nói đi chứ. Nội em cứ quậy chợ. Ê, tối nay em đi hội chợ không? Quay thì quay. Tối nay đi chợ không? Anh không biết đâu. Bữa nay chỉnh tùm lắm. Còn hôm nay không quay rồi lấy gì mà tối chỉnh. Mới còn có tóc bạc. À, mơ đi. Mấy thằng máu xấu rồi mới có tóc bạc. Mơ mình đi. Mơ đi được rồi. Có 1 cộng 2 cộng vẫn là có. Có ai cũng nhận gì đó rồi. Ừ. Thì mình đừng có nói là 1 cộng 2 cộng. Mơ mấy anh em mình cái nhau đi ngủ xỉn luôn, điện xỉn mấy anh em mình đi. Đi hỗ trợ chơi đồ với người ta, mình biết hỗ trợ đâu. Đi ông xin tố. Ừ. Đó giờ không biết hỗ trợ hả? Hỗ trợ nãy rồi lâu quá mới về. Lại đi uống xin tố luôn. Cái ngày đầu tiên mày đi rồi có làm chi nữa. Đúng rồi. Ngày đầu về mày đi. Rồi mấy cha có quay không? Không quay thì tôi đi về mấy cha ơi. Nói chuyện không mấy cha, không ai nói chuyện gì tới chứ nghị. Vậy là tối nay mình... Nghỉ qua mấy ngày mặt lớn mặt nhỏ rồi. Đi hỗ trợ phải không? Đi hỗ trợ luôn.
đi uống trình tố. Uống trình tố xong chụp hình quay mặt đồ. Giờ quay không? Hôm nay tao sẽ thị phạm. Thị phạm là gì ta? Thị phạm có nghĩa là mình sẽ trổ tài đấy. Ê nè anh em, tôi nói chuyện à, mấy anh không trả lời mới mốt và đừng có kêu tôi lên đây nói chuyện nha. Thị phạm. Dừa thấy cái mày nó vừa thấy mà đổ nước mình tao thấy quê dễ quê nha, vô luôn ấy hả, giận vô luôn ấy nha. Thôi quá quá mức chịu đựng rồi, quá muốn chịu đựng rồi. Sức chịu đựng người có giới hạn nha cả nhà ơi. Quá quạo quá. Dạ thôi em dừng clip đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà ở clip tiếp theo để vô năng nỉu được để em tôi anh giận bố anh nghỉ quay nữa nha cả nhà. Chào bye cả nhà, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ với em nha cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Bye cả nhà. Mày bây giờ một tay luôn bây giờ. Đổ nước tùm lum hết trơn mình.